Xin chào mọi người, hôm nay ngày 6 tháng 12 cửa hàng Tuấn Hải giới thiệu các bác một cái lô máy cưa xích Nhật bãi này. Hôm nay đa số là dòng máy cắt tay cụt nhá, dòng máy cắt gia đình nhá. Dòng cắt gia đình gồm có những dòng máy như là tay dài này. Tay dài như Echo, Echo 3400, Tanaka, máy đẹp như mới các bác nhá. Và ba cái máy cắt ra đi cắt khai thác chuyên nghiệp có Echo 401 này và các dòng máy lớn. Đó, số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923. Mọi người xem video vui lòng ủng hộ em bằng một like, một lượt đăng ký kênh, một chuông thông báo nhá. Em sẽ giới thiệu chi tiết từng cây máy ngày hôm nay. Về cái máy đầu tiên này là một cái máy dòng máy lớn các bác nhá. Máy Echo CSV361. Máy này thì có công suất đầy đủ như là 35,8cc. Cân nặng của máy này là 4 cân 1 và decibel là 95,6 decibel. Đó. Về cái công suất của máy này khá là lớn nhá. Thì các bác nào đi cắt khai thác chuyên nghiệp thì cắt xẻ thoải mái luôn, hoặc là cắt gia đình, những cái dòng máy này thì cắt cực bốc luôn. Về chiều dài của lam của máy này là chiều dài lam dài là 35, làm trắng đẹp các bác nhá, làm trắng long lanh luôn. Cái này là do em bẩn chút này, em lau sẽ hết nhá. Nay em không kịp thời gian để em lau cái lam đi. Đó, sử dụng xích chung 91 này, hai ốc giữ lam. Đặc biệt là Make in Japan các bác nhá, Make in Japan ở phần lốc máy luôn. Đó. Máy nòng đứng CSV 361 36cc, 35 đâu. 35,8cc lòng 40mm. Đó, trợ lực luôn này. Để về cắt cái dòng cắt máy tầm trung này thì về cái Echo này gọi là coi như là đứng đầu với các dòng máy cắt tầm trung nhá. Ok, sẽ test nổ luôn cái máy đầu tiên này. Họ có bơm xăng phụ lên nhá. B1 giá là 2.600.000 đồng. Nhớt làm rất là đều luôn và cực bốc các bác biết. Cái dòng này vào tải thì cái vòng tua của máy khi vào tải cắn gỗ rất là khỏe luôn các bác nhá, cắt rất là mượt. Đó, CSV 361 36cc lòng 40mm, lòng đứng thì không lo bị sặc xăng luôn. Đó, ok, đến một chiếc máy thứ hai. Ở chiếc máy thứ hai dòng của Makita, máy này thì là dòng máy công suất cắt lớn của dòng Makita các bác nhá, MEA 3600. Máy này là 36cc lòng 40mm, 40mm luôn. Về lam và xích thì đều zin hết theo của máy. Đó là lam Makita này. Lam máy này thì có chiều dài được cắt của máy này là 30 và sử dụng xích chung 91. Đó, hai ốc giữ lam ốc lớn này. Đó, Makita dựa chữ nổi luôn này. Đó. Cái thương hiệu Makita là thương hiệu mà về cái dòng của Nhật Bản thì các bác đã biết rồi, chạy rất là bốc và ngon. Đây. Ngoài ra thì là về chiếc máy này là trang bị cho máy là nóng đứng. Đó, trợ lực này. Về độ mới cao, con máy này độ mới trên 80% nhá, 85% các bác ạ. Đó. Đây về lam này, lam bản mặt bên này nó hơi bị lợn gợn một chút thôi. Nó hơi bị xước một chút sơn, không ảnh hưởng gì bởi vì nó ra là hàng bãi. Đó. Đây này. Hàm rồng, hệ thống hàm rồng đầy đủ luôn này. Đó, rất là chắc chắn. Về phần bô máy nhá, bô máy thì gọi là không có gì để chê được nữa rồi. Bô này sáng, cái này là sáng đẹp luôn, sáng loáng luôn. Đó, bơm xăng phụ lên. Khi các bác khởi động máy như này thì bơm xăng phụ lên một chút này. Bơm xăng phụ lên rồi là bật công tắc. Cái dòng công tắc này có 3 chế độ nhá, là gió này, on off này và tắt. Đây, gió này, on này, off này. Đó. Về phần sử dụng máy thì các bác đổ xăng vào đây và nhớt lam ở bên trên. Sẽ test nổ luôn đi cây máy thứ hai này, giá là 2.600.000 đồng. Đặc biệt là siêu nhẹ nổ luôn, giật nổ
Điều máy cưa rất là thoát luôn. Ok, đây là chiếc máy thứ 3. Về chiếc máy thứ 3 là dòng của Makita. Với chiếc máy này thì có thông số của máy này là E2830. Một chiếc máy dòng cắt gia đình, dòng cắt gia đình các bác nhé. Makita này, một vuông thon gọn. Và cái này là em lắp chưa được khít vào khe. Đó, khít khe nó vẫn như này. Đó, em không để ý. B3 máy này thì 2.800.000. Nó có những gì nào. Máy này thì có trang bị là 28cc. Đó, một chiếc máy nòng lòng. Đó, một chiếc máy nòng lòng cắt gia đình thì cực ngon, mượt. Đó. Đây, rất là lợi sang cái dòng cắt máy Makita này. Bởi vì là có công suất vừa phải để các bác cây cắt những khúc gỗ nhá. Tầm vanh 50-60. Về bên trên này là đổ xăng, bên dưới này là nhớt lam. Đó, nhớt tan nhớt lam của máy. Về phần chỉnh HL ở bên hông máy luôn. Đó, le gió này. Để bác nào mà chưa sử không hay sử dụng cưa này, hoặc là chưa sử dụng cưa bao giờ thì cưa máy bao giờ thì sử dụng cái dòng này thì hợp lý, dễ sử dụng, dễ dùng. Đấy, về chiều dài lam của máy này nhá, là lam dài 30 và xích của máy là xích 325. Đó. Lam xích đều zin theo của cái máy này luôn. Đó. Đặc biệt máy này là lam xích zin hết nha các bác nhá. Lam xích zin hết luôn. Đó. Phần ốp bên ngoài này bằng kim loại, ốp kim loại rất chắc chắn. Đó, ốp kim loại. Cầm khá là đầm tay, trọng lượng là tầm hơn 4 cân 3, 4 cân 4 gì đó. Ok, sẽ test nổ luôn cái cây máy này. Đây, phải bật công tắc lên. Đó. B3 1.800.000 đồng. Đến một chiếc máy thứ tư này, cũng là về cái dòng máy cắt gia đình các bác nhé. Dòng cắt gia đình, chiếc máy này là của thương hiệu là Echo, Echo 281 EVL. Máy này thì mới long lanh luôn này, trên 90% các bác nhé. Phải độ nói là độ mới trên 90%. Có trợ lực 28cc. Đó, về phần bô máy bên trong các bác có thể nhìn này, bên trong này nhé, cực kỳ sáng long lanh luôn. Có cả số seri của cái bô này là 13930. Đó. Zin hết này, Echo rất khá là đẹp. Về lam này là lam bánh xe. Chiều dài lam được cắt của máy này nhá, là lam dài là đây, 3738 luôn. Và sử dụng xích 325. Đó, xích cắt cưa của máy là xích 325. Đấy, đặc biệt những dòng xích 325 này khi những vào cắt gỗ lớn nó không bị bật hoặc là nó cắn gỗ rất là chắc luôn, không bị nảy. Đây, Make in Japan này. Đây, các bạn có thể nhìn qua nhé. Kyorit cọp này, CS281, số seri này. Các bác thì chụp ảnh số seri này lại. Đó, để về đối chiếu với cái máy mà cửa hàng gửi nhá. Bên em đảm bảo nó đúng như quảng cáo luôn. Ok, đến chiếc máy B4 này, bên em mà giá là 2.000.000 đồng. Đó. Đềm luôn, giòn là giòn dã này và cắt gỗ thì cực thích cái dòng này. Trọng lượng chiếc máy này nhá, giờ rơi tầm khoảng là hơn 4 cân. Đấy, bởi vì tay cầm không thuận này, tay trái này cầm nhá, cắt cầm rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, B4 2.000.000 đồng chiếc máy này. Tiếp theo vẫn là dòng cắt gia đình tiếp theo. Vì hôm nay có 4 cây máy cắt gia đình. Đây là chiếc máy thứ 5 mà cũng là chiếc máy thứ 3 của dòng cắt gia đình các bác nhá. Đây, chiếc máy này thì là máy Echo 3434cc này. B5 2.200.000 đồng, có van xả áp nhé. Dòng có van xả áp giật rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy, một chiếc máy nòng lầm. Đó. Bên dưới này là nhớt lam này. Bên trên là đổ xăng. Xăng ở vào đây. Còn đây là trợ lực, dòng giật trợ lực thì nhẹ nhàng, rất là dễ nổ.
đó. Đây hai ốc giữa lam luôn. Đấy, lam này khá đẹp, lam cắt viền nhé, lam Oregon đó, lam xích zin theo của máy luôn. Và sử dụng xích của máy này là xích 325, đa số những phần máy cắt gia đình là sử dụng xích 325 hết thôi nhé. Đó, sẽ test nổ luôn đi cây máy Echo 3004 này để các bác trải nghiệm từ công suất của máy. Đó, à đây, bên phần hông có công suất thì đọc lại sau nhé. Đây 33,4 cc, các bác nhìn rõ không ạ? Cân nặng là 3,4 cân nhé. Đó, cân nặng là 3,4 cân, em cứ tưởng là hơn 4 cân. Đó, ok, máy nhẹ nhàng thôi. B5 2.200.000. Đấy, chiếc máy thứ 6 này. Đấy, chiếc máy thứ 6 này của dòng máy của Tanaka. Máy này là PMS335B. Máy này là, đây các bác nhìn qua chữ Made in Japan này, dòng Tanaka các bác nhé. Tanaka rất là ngon luôn. Đó, các cái biển báo cảnh báo này, trợ lực luôn nhé, 33cc. Máy này thì bên trên này có bơm xăng phụ lên này, bơm xăng phụ lên này, có le gió này. Các bác nhìn qua cái độ mới của chiếc máy này nhé, phải nói là xuất sắc luôn. Đấy, cực đẹp. Đó, có thắng xích đầy đủ luôn. Đó, thắng xích đầy đủ. Lam nhé, lam liếc trắng phau và lam xích zin, lam dài 35 và xích trung 325. Đó, Tanaka. Đến bô máy nhá, bô máy sáng long lanh luôn đây. Đó, bô máy sáng long lanh luôn. Ok, các bác xem video vui lòng ủng hộ em bằng một like, một đăng ký kênh nhá. Và bác nào cần thông tin thêm về máy cứ liên hệ em số điện thoại để dưới góc màn hình. B6 đây, 2.000.000 đồng. Rất ngon, B6 2.000.000 đồng. Đến chiếc máy cuối cùng ngày hôm nay là một chiếc máy Echo 4001. Máy này là 40cc, là 40mm các bác nhé. Đấy, đây, ôm là kim loại hết luôn, cầm đầm tay và không sợ lo bể vỡ gì. Lòng nằm. Máy này thì là lam, có lam Latin luôn các bác này, lam Latin. Lam của máy này là lam dài là 40 và sử dụng xích chung. Đó, gần như chạy rồi, xích chung này. Lam Latin, lam Latin cái viền rất là sáng đẹp luôn. Đó, 40cc, nòng 40mm. Đấy, những cái quả bi tông xi lanh thì khá là lớn để về các bác cắt xẻ. Đây, hai ốc giữ lam luôn này. Đó, đây nha các bác, về chỉnh chế nhá, chỉnh HL này. Nhiều bác mua máy em về cũng hỏi em chỉnh chỗ chỉnh HL con 4001, em chỉ luôn. Đó, nhiều bác không để ý. Phần trong hốc này nhá, là phần căng tin này. Đây, H trên L dưới. Đó, 4001. Nói ok, sẽ test nổ cây máy cuối cùng này để các bác trải nghiệm qua tiếng máy nhé. B7 2.500.000. Chất lượng ảnh không được đẹp lắm. Ok, máy thứ 7 này 2.500.000 đồng. Đây là 7 cái máy em vừa giới thiệu qua. Thì bác nào nhu cầu mua một chiếc máy nào đó hoặc là cần thêm thông tin gì thì lên đây em có số điện thoại là 0392 973 923, hoặc là có thể gọi điện có trực tiếp qua Zalo các bác nhé. Đó, có những điều gì các bác muốn giao lưu và muốn học hỏi
và muốn hỏi về máy móc này hoặc là máy móc nhà mình tình trạng như nào, cứ liên hệ em. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.